Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2022, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu cứu người. Vâng, và mới đây, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp cùng với Công đoàn Đài và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức thành công chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2022 nhằm lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa. Với chủ đề Triệu trái tim chung nhịp đập, chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2022 của VOV và VTC kết hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã diễn ra thành công trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9. Với hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng đến từ các đoàn viên, công đoàn viên của cả hai đơn vị, tất cả đã khẳng định tinh thần nhân đạo cứu người của các nhà báo, những người hoạt động truyền thông. Như là các bác sĩ ở Bệnh viện 108 thì hiện tại cái nhu cầu về máu là rất là cao. Thì đúng trong cái đợt này thì Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Bệnh viện 108 để triển khai chương trình hiến máu ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với thế mạnh của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như VTC là một cái cơ quan truyền thông lớn của cả nước, thì cũng nhân sự kiện này sẽ tổ chức tuyên truyền trên các trang báo điện tử, trên sóng truyền hình, trên các fanpage để nhân rộng được cái mô hình này đến với mọi người. VTC là một thành viên của đại gia đình VOV, và các hoạt động của VOV thì nhiều năm nay luôn được tổ chức rất là bài bản, quy củ. Hòa trong cái dòng chảy đó thì công đoàn cũng như đoàn thanh niên của VOV luôn luôn có những cái hưởng ứng, và tôi nghĩ rằng là cái việc hiến máu tình nguyện là việc làm rất thiết thực để mà chúng ta không những thúc đẩy cái sức khỏe của mọi người mà còn là một cái cách chúng ta gắn kết mọi người hơn vì cộng đồng. Được biết, hiến máu tình nguyện là hoạt động được tổ chức thường niên tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Với mỗi một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Cũng bởi vậy, hoạt động ý nghĩa này luôn được đón nhận và hưởng ứng. Năm nay, với sự quan tâm của ban lãnh đạo đài, cũng như niềm vui hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày hội hiến máu lại càng thêm sôi nổi, lan tỏa nhiều tình yêu thương qua những giọt hồng nhân ái.